Thưa quý vị, ngày 23 tháng 1, Đức bắt đầu triển khai hai trong 3 tổ hợp phòng công Patriot tại thị trấn Jamot của Ba Lan, gần Ukraine, nhằm ngăn chặn tên lửa đi lạc. Giới chức quốc phòng Đức và Ba Lan cho hay Đức sẽ hỗ trợ sườn phía đông của NATO ở Ba Lan bằng hệ thống Patriot nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công hoặc tai nạn như hồi tháng 11, tránh nguy cơ xung đột giữa Nga và Ukraine có thể lan sang các nước thành viên NATO. Trước đó, hồi tháng 11 năm ngoái, hai dân thường đã thiệt mạng vì một tên lửa Ukraine đi lạc rơi xuống ngôi làng Sevodok của Ba Lan. Sự cố làm dấy lên lo ngại về việc xung đột trên lãnh thổ Ukraine có thể tràn qua biên giới. Sau sự việc, Đức đã đề nghị triển khai ba đơn vị Patriot của mình tới Ba Lan để giúp bảo vệ không phận nước này. Patriot là tên lửa phòng không do Mỹ phát triển và được quân đội Đức này biên chế từ năm 1981. Biến thể mới nhất trong dòng Patriot là Park 3 có khả năng tiêu diệt các mối đe dọa trên không như tiêm kích, máy bay không người lái, UAV tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo